Thu Trang xin kính chào quý vị đã đến với bản tin trên kênh Thời sự 365. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị vì đã lựa chọn Thời sự 365 giữa muôn vàn những kênh tin tức khác. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công. Ngay sau đây sẽ là phần điểm tin chính có trong chương trình. Nguy to rồi, tầm soát ngẫu nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 76% mẫu là Omicron. Nghịch lý ngược về nhân lực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. F0 ở Hà Nội xếp hàng dài tại trạm y tế đợi test xác nhận. Bị phát hiện giả mạo, vì sao bác sĩ Khiêm vẫn được phân công chống dịch? Vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng giả chuyển cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra hành vi đưa hối lộ. Nguy to rồi, tầm soát ngẫu nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 76% mẫu là Omicron. Thưa quý vị, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên phát hiện biến thể Omicron đang chiếm đa số. Ngoài ra, số trẻ em mắc COVID-19 những ngày qua tăng nhanh. Thông tin này được Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng báo cáo tại buổi họp giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chiều 22 tháng 2. Tại buổi họp, ông Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khả năng biến chủng Omicron đang chiếm đa số trên địa bàn. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố ngày 10 đến 17 tháng 2, có 70 trên 92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chiếm chưa đến 30%. Nói thêm về phương pháp tầm soát mới, ông Thượng cho biết phương pháp xét nghiệm PCR này cho phép phát hiện cả biến chủng Omicron nhưng có thời gian nhanh hơn, chi phí rẻ hơn giải trình tự gen. Để khẳng định độ chính xác, ngành y tế đã lấy 26 trên 70 mẫu dương tính để giải trình tự gen, kết quả là 100% mẫu nhiễm biến thể Omicron. Lý giải việc chỉ làm 26 mẫu, ông cho biết việc giải trình tự gen mất nhiều thời gian nên chỉ lấy số mẫu nhỏ. Ông Thượng đánh giá đây là cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng, chiếm ưu thế. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng. Trong ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất sau dịp Tết Nguyên đán với 797 trường hợp, 633 người được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, 140 người tại cộng đồng. Tuần qua, biểu đồ số ca F0 tại tất cả các quận huyện, thành phố Thủ Đức đều đi lên, cho thấy sự gia tăng F0 đồng đều trên toàn địa bàn. Trong nhiều tuần lễ, thành phố không có phường, xã thuộc cấp độ 3, nhưng tuần qua, một phường tại quận 4 đã tăng lên cấp độ dịch này. Cách đây 3 tuần, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3.000 đến 4.000 ca F0, nay tăng lên 15.000 ca, trong đó khoảng 14.000 F0 được cách ly, điều trị tại nhà. Ca mắc COVID-19 nặng thở máy chưa có dấu hiệu nặng. Đề xuất ngừng học trực tiếp nếu trên 100 trẻ em mắc COVID-19 dạng nặng mỗi ngày. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến số ca mắc mới ở trẻ em. Ngày 7 đến 13 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 449 trẻ mắc COVID-19 tại 117 trường. Tuy nhiên tuần qua, số này tăng lên hơn 6.000 trường hợp tại 201 trường. Nguyên nhân được cho là học sinh đi học trở lại. Hiện 3 bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 100 F0 là trẻ em, trong đó 15 F0 từ các tỉnh chuyển đến. Hầu hết ca bệnh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Điều đáng lưu ý, 93% trẻ em trong số này dưới 12 tuổi, nhóm chưa được tiêm vaccine COVID-19. Trước tình hình đó, ngành y tế đã xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung điều trị F0 là trẻ em theo từng kịch bản, trong đó ưu tiên điều trị tại các bệnh viện nhi thành phố có sức chứa 450 giường với 150 giường hồi sức hô hấp. Đáng chú ý, ngành y tế cho biết sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét ngừng việc học trực tiếp khi số trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn 100 ca trên một ngày. Hiện mỗi ngày chỉ có 5 ca trẻ em cần hỗ trợ hô hấp. Ngoài ra, Sở Y tế đề xuất không cần thiết phải giải trình tự gen để xác định biến chủng Omicron nữa do tốn thời gian và chi phí. Hiện nay, Omicron được đánh giá đã là biến chủng chiếm ưu thế và có các triệu chứng nhẹ. Nghịch lý ngược về nhân lực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, quá nhiều bác sĩ chuyên khoa nhưng lại thiếu nghiêm trọng bác sĩ thực hành tổng quát là nghịch lý về nhân lực y tế đang tồn tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hệ quả của thực trạng trên đã khiến y tế tuyến trên quá tải, y tế cơ sở vỡ trận khi dịch COVID-19 bùng phát. Đó là vấn đề trọng tâm được lãnh đạo ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu lên trong buổi họp mặt tri ân các thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho y tế vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã đạt được tỷ lệ 20 bác sĩ trên vạn dân. Bên cạnh những thuận lợi, ngành y tế đang gặp thách thức không nhỏ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực khi phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tại thành phố và cả khu vực phía Nam về số lượng, chất lượng, với đủ các loại hình nhân viên y tế. Một nghịch lý ngược đang tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là sự chênh lệch quá lớn giữa bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ thực hành tổng quát. Hầu hết các bác sĩ khi mới tốt nghiệp trong quá trình làm việc đều muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa. Số bác sĩ thực hành tổng quát, bác sĩ gia đình rất hạn chế. Phó giáo sư Tăng Trí Thượng nói, với mô hình hình tháp ngược loại hình bác sĩ như hiện tại, thì hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở sẽ còn gặp nhiều khó khăn, khó có thể phát triển được. Tình trạng quá tải bệnh viện với bao hệ quả của nó sẽ còn tiếp diễn. Những hệ quả này đã bộc lộ rõ trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 thời gian qua. Bên cạnh đó, còn nhiều loại hình nhân viên y tế chưa được các trường đại học y khoa đào tạo hoặc đào tạo không đủ số lượng so với nhu cầu thực tế như loại hình chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện, paramedic, đến nay Việt Nam vẫn chưa có trong danh mục đào tạo tại các trường y khoa. Loại hình nhân viên y tế này rất cần để bổ sung cho mạng lưới cấp cứu 115 của thành phố. Chuyên viên y tế công cộng tuy đã được các trường đào tạo nhưng số lượng còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế cho y tế cơ sở. Chia sẻ về công tác đào tạo nhân lực y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngành y tế được ví như con chim có hai cánh, một là y tế chuyên sâu, hai là y tế cơ sở. Nếu như phát hiện y tế chuyên sâu mà quên đi y tế cơ sở thì cả hệ thống không cất cánh lên được. Đại dịch vừa qua cho thấy, tuyến y tế cơ sở có những lỗ hổng lớn về mặt nhân sự cần phải khắc phục. Nhân viên y tế cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh còn rất thấp, 2,3 người trên 1 vạn dân, trong khi tại Hà Nội là 6 trên vạn dân, cả nước là 7,4 người trên vạn dân. Hiện nay trên 50% các trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có trường hoặc phó trạm, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở chưa tới 1%, trạm y tế đang thiếu thuốc, thiếu cơ chế hoạt động và phát triển. Do đó tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở để tránh tình trạng thiếu nguồn nhân lực, thiếu nhân viên y tế. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thầy thuốc. Ông Mãi nhấn mạnh đợt bùng phát dịch vừa qua, sự đóng góp của cả công sức và tâm trí của các thầy thuốc đã giúp cho thành phố kiểm soát được dịch COVID-19, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Công tác đào tạo nhân lực của thành phố để đạt trình độ tiên tiến của thế giới là mục tiêu trước mắt và dài hạn. Mô hình đào tạo nhân lực của thành phố để đáp ứng nhu cầu thực tiễn là bài toán đặt ra và cần giải quyết. Thành phố sẽ lựa chọn các vấn đề, mô hình hay và bàn bạc để có những giải pháp và chiến lược phát triển trong thời gian tới. F0 ở Hà Nội xếp hàng dài tại trạm y tế đợi test xác nhận. Thưa quý vị, nhiều người dân bức xúc vì việc này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đã có nguy cơ cao mang mầm bệnh trong người, vừa gây mất an toàn cho cộng đồng. Muốn làm F0 cũng khó. Vợ chồng và hai con nhỏ tự test nhanh tại nhà, có kết quả dương tính. Tuy nhiên, khi gọi điện thông báo đến trạm y tế phường, gia đình lại được cán bộ y tế yêu cầu phải trực tiếp ra trạm y tế để xét nghiệm lại mới được công nhận là F0. Đó là trường hợp của chị N, hiện đang sống tại tổ hợp khu đô thị HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chị N chia sẻ với báo chí, cách đây khoảng một tuần, gia đình tôi tự test nhanh và phát hiện cả 4 người, gồm vợ chồng tôi và hai con nhỏ, 3 tuổi và 7 tuổi, đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tôi gọi điện báo cho trạm y tế phường Hoàng Liệt, thì cán bộ y tế cho biết kết quả tự test nhanh gửi qua điện thoại không được công nhận. Thay vào đó, gia đình tôi phải mang que test đã tự test 2 vạch đến trạm y tế sau khi được nhân viên y tế xét nghiệm lại có kết quả dương tính thì mới được công nhận là F0 và cấp giấy chứng nhận F0.
Theo chị N, cách làm việc của trạm y tế phường Hoàng Liệt quá máy móc và gia đình không thể thực hiện bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ với chính bản thân F0 và cộng đồng. Chị N bức xúc, trời Hà Nội những ngày qua mưa rét 8 độ đến 9 độ C, người đã có triệu chứng bệnh, ốm yếu, đặc biệt là hai cháu nhỏ, làm sao có thể đứng xếp hàng chờ hàng giờ đồng hồ trong thời tiết như vậy. Thêm nữa trời mưa rét, gia đình có con nhỏ khó lòng đi xe máy mà phải gọi taxi. Trong khi đó chẳng may chúng tôi mắc bệnh thật thì rất nguy hiểm cho cộng đồng. Bây giờ muốn chứng minh mình là F0 nhưng lại không được. Không được xác nhận là F0, tôi không có đủ giấy tờ để giải quyết các quyền lợi với công ty trong quá trình cách ly tại nhà để điều trị bệnh. Chị N cũng chia sẻ, một người bạn của chị đã ra trạm y tế để xét nghiệm và phải chờ đến 2 tiếng mới tới lượt. Chị N cho hay, thời gian gần đây khu vực tôi sống có nhiều cháu nhỏ tự test nhanh dương tính tại nhà. Nếu như các cháu đều phải đến trạm y tế để xếp hàng xét nghiệm lại trong thời tiết cực đoan như thế này thì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều ông bố, bà mẹ dù chỉ là F1 cũng phải đưa con đến test. Trong quá trình phải xếp hàng với rất nhiều F0 như vậy, tôi nghĩ nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Cùng tình cảnh với chị N, chị D, một cư dân khác tại tổ hợp HH Linh Đàm chia sẻ câu chuyện của mình. Đầu tuần trước, hai bé nhà tôi test nhanh tại nhà dương tính. Sau khi gọi điện cho trạm y tế phường Hoàng Liệt, tôi được hướng dẫn mang hai bé ra trạm test lại, nhưng gia đình không đồng ý với phương án này vì trời quá rét. Sau đó, cán bộ y tế có hướng dẫn quay video cảnh test và gửi qua Zalo. Gia đình đã thực hiện và con mình được xác định là F0. Tuy nhiên, vài ngày sau, khi vợ chồng tôi cũng có kết quả tự test nhanh dương tính, gọi điện lên trạm lại được bảo không công nhận kết quả, gửi Zalo nữa. Vợ chồng chị D không ra trạm y tế phường mà tự điều trị tại nhà vì lo sợ nguy cơ sức khỏe khi phải xếp hàng lâu dưới thời tiết giá rét. Người dân xếp hàng dài chờ được chứng minh là F0. Hai trường hợp trên đây là tình cảnh chung của nhiều người dân phường Hoàng Liệt tự test nhanh tại nhà dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian vừa qua. Việc trạm y tế yêu cầu người dân tự test nhanh dương tính phải đến trạm để test trực tiếp mới được công nhận là F0, khiến nhiều ngày qua tại trạm xuất hiện tình trạng hàng chục người dân nối đuôi nhau xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Nhiều người dân bức xúc vì việc này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đã có nguy cơ cao mang mầm bệnh trong người, vừa gây mất an toàn cho cộng đồng. Để tìm hiểu rõ, báo chí đã nhiều lần cố gắng liên lạc với trạm y tế phường Hoàng Liệt nhưng đều không được. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, việc người dân tự test tại nhà dương tính phải đến trạm y tế phường để xét nghiệm lại mới khẳng định là F0 nhằm đảm bảo xác định chính xác người mắc COVID-19. Theo vị này, người dân tự test tại nhà khó đảm bảo được đúng kỹ thuật hoàn toàn nên không thể khẳng định kết quả đúng. Việc người dân phải xếp hàng dài chờ được xét nghiệm, theo lý giải của vị này là do thời gian vừa qua F0 trên địa bàn tăng nhanh nhưng cơ sở vật chất và nhân lực y tế có hạn. Các nhân viên y tế đã làm việc hết công suất nhưng vẫn quá tải. Việc này mong người dân có sự thông cảm với đội ngũ y tế. Về hướng giải quyết vấn đề, vị lãnh đạo này cho biết, chúng tôi đã có báo cáo lên cấp trên để yêu cầu được hỗ trợ thêm nhân sự cho lực lượng y tế phường nhằm giảm tải. Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, người dân có thể được xác định là F0 khi thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa. Cụ thể, Bộ Y tế ngày 29 tháng 12 đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc điều chỉnh, định nghĩa ca bệnh COVID-19. Nội dung công văn nêu rõ, ca bệnh xác định F0 là một trong số các trường hợp sau. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng PCR là F1 và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính. Có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19, ca bệnh nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính và có yếu tố dịch tễ, không bao gồm F1. Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và có yếu tố dịch tễ, không bao gồm F1. Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Bị phát hiện giả mạo, vì sao bác sĩ Khiêm vẫn được phân công chống dịch?
Thưa quý vị, liên quan đến sự việc Nguyễn Quốc Khiêm, sinh năm 1996, giả danh sinh viên trường y để vào được khu cách ly điều trị COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hô biến mình thành thạc sĩ, bác sĩ cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng. Đến chiều 22 tháng 2, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ những nội dung mà báo chí đã nêu và sẽ xử lý nghiêm nếu xác định rõ hành vi vi phạm pháp luật. Theo Sở Y tế, Nguyễn Quốc Khiêm là một tên tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch qua Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Người này không có tên trong danh sách sinh viên khóa 2012 đến 2020 của trường ở tất cả các ngành học. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận 12 có công văn gửi Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên tham gia chống dịch. Nhận được yêu cầu này, trường đã kêu gọi các tình nguyện viên tham gia. Sau đó, trường tuyển được 8 tình nguyện viên, trong đó có tên Nguyễn Quốc Khiêm, có công văn cử sinh viên, học viên tham gia hỗ trợ tại khu cách ly Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 12. Công văn này được Sở Y tế chấp thuận. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân quận 12 có quyết định thành lập khu cách ly tập trung cho F0 trên địa bàn quận 12 tại Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Y tế quận 12 đã ban hành quyết định điều động phân công nhân sự hỗ trợ khu cách ly trên, trong đó có phân công ông Nguyễn Quốc Khiêm làm nhiệm vụ nhận bệnh, hậu cần. Đáng lưu ý, vào thời điểm tháng 9 năm 2021, Trung tâm Y tế quận 12 có yêu cầu Đại học Y Dược xác minh ông Nguyễn Quốc Khiêm có phải là thạc sĩ, bác sĩ của trường hay không. Trao đổi qua điện thoại, trường đã trả lời ông Khiêm không phải sinh viên của trường và thẻ sinh viên không do trường cấp. Dù vậy, đến ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận 12 lại ban hành quyết định số 4561 QĐ-UBND về việc tiếp nhận phân công tình nguyện viên trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tham gia các khu cách ly tập trung bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn quận 12. Theo quyết định này, Nguyễn Quốc Khiêm lại tiếp tục được phân công làm việc tại khu cách ly Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, phường Thạnh Lộc, quận 12. Hiện tại, tổ công tác của Sở Y tế đang khẩn trương liên lạc và mời ông Nguyễn Quốc Khiêm đến sở làm việc. Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện phòng công tác sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có sự sơ suất vì đưa Nguyễn Quốc Khiêm vào danh sách sinh viên tình nguyện đi chống dịch khi chỉ căn cứ vào tấm ảnh thẻ sinh viên giả mạo mà người này cung cấp. Vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng giả chuyển cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra hành vi đưa hối lộ. Thưa quý vị, trong vụ án buôn lậu 204 triệu lít xăng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị can Phan Thành Hữu, 65 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TM Phan Lê Hoàng Anh, gọi tắt là công ty Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ, sinh năm 1996, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu. Bị can Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị đề nghị về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, chưa có bị can nào bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, quá trình nhập xăng lậu của bị can Phan Thành Hữu đưa về xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khởi đầu từ bị can Nguyễn Hữu Tứ. Trước đó, Tứ nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang triển khai bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu khi đến giao xăng nhập lậu cho Tứ. Bị can cầm đầu đường dây Phan Thành Hữu lập tức yêu cầu thuộc cấp ngăn chặn hành vi đưa hối lộ. Cụ thể, theo kết luận điều tra, Tứ cùng Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1975, vợ bé của Tứ, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đến một nhà hàng ở thành phố Cần Thơ để gặp Ngô Văn Thụy, cán bộ hải quan. Khi đi, hai đối tượng có mang theo phong bì 10.000 đô la Mỹ, một thẻ ATM có số dư 100 triệu đồng. Tại đây, vị cán bộ hải quan đã từ chối nhận. Sáng 26 tháng 1 năm 2021, Tứ đến nhà riêng của Thụy ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà vị cán bộ hải quan, trước khi lên lầu ăn cơm, Tứ để lại phong bì tiền kèm theo thẻ ATM trong phòng khách của nhà Thụy, rồi báo cho vị cán bộ này biết và cung cấp mật khẩu ATM. Chiều cùng ngày 26 tháng 1 năm 2021, Hữu lại trực tiếp đến nhà Ngô Văn Thụy và đặt trên salon nhà Thụy số tiền 500 triệu đồng. Sau hai lần Hữu Tứ đến nhà Ngô Văn Thụy đưa hối lộ, kế hoạch bắt đầu nhập lậu xăng của hải quan đã bất thành vì Thụy đã hủy kế hoạch đánh án.
Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này ngoài việc đề nghị truy tố Ngô Văn Thụy tội danh nhận hối lộ, ngày 20 tháng 12 năm 2021, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can Hữu, Tứ và Trần Ngọc Thanh để điều tra tội danh đưa hối lộ theo khoản 2, điều 364 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hữu, Tứ, Thanh về tội danh nêu trên. Cũng theo kết luận điều tra, ngoài việc đưa hối lộ cho cán bộ, hải quan, Hữu Tứ đã có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.